Và có liên quan đến những ồn ào phát ngôn thô tục trên mạng xã hội xảy ra với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Thì vào sáng ngày 9 tháng 6, lãnh đạo trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với nghệ sĩ ưu tú Đức Hải. Cũng trao đổi với báo chí sáng nay, nghệ sĩ Đức Hải tuyên bố sẽ không sử dụng mạng xã hội Facebook sau sự việc này. Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải chia sẻ, sau vụ việc này thì anh sẽ không dùng Facebook nữa vì thấy nó đáng sợ, không nghĩ mặt trái của nó. Nam nghệ sĩ cho biết trước đây khi mà xem đoạn clip anh cùng quần làm khẩu trang thì mọi người đều cảm thấy vui. Em về có 5 phút em làm được, nhớ bạn không? Nói vẫn nghe thấy. Thuốc lá à? Đấy. Đấy, xin phép nhé. Ngon lành đúng không? Nhưng hút xong thì mình lại đẩy nó vào, kéo lên. Cà phê hả? Có nghe. Cho nó an toàn đừng kéo nó lên bác ạ. Thế để làm thế nào? Rất đơn giản, các bác tìm miếng phẩm nó có cái này này. Nhưng mà sau khi vụ việc mà phát ngôn xảy ra thì nhiều cư dân mạng lại quay lưng và biến anh thành tội đồ. Đầu tháng 6 thì mạng xã hội lan truyền hình ảnh bình luận trên trang cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải nội dung công kích người khác với một số từ ngữ thô tục. Sau khi bị nhiều người phản ứng cho rằng phát ngôn không đúng chuẩn mực người thầy thì người nghệ sĩ trước công chúng, nghệ sĩ Đức Hải cho biết bị hack Facebook. Nhưng mà ngày 8 tháng 6, nghệ sĩ lại nói do con nuôi biết mật khẩu Facebook nên vào trang cá nhân của ông tự viết bài. Không chỉ vậy thì nam nghệ sĩ còn nói bị nhiều số điện thoại lạ gửi tin nhắn tống tiền, phải làm việc với cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Vâng, và cũng sau quyết định của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thì nhiều người bày tỏ sự đồng tình. Đồng thời còn cho rằng lời giải thích trước đó của nam nghệ sĩ liên quan đến phát ngôn thô tục là chưa thuyết phục và yêu cầu ông đứng ra xin lỗi.